đất thì và dây đường đất thì tập nó đi chậm. Đã đến, đã đến đích nha. Đã đến vị trí của bạn. À, dừng này. Cho kính lên. Đã đến vị trí của bạn. Bây giờ quay đầu đi. Quay đầu nha. Quay đầu một thái đi, trông nó lằng nhằng. Nó mà mưa to nó quay được. Quay đầu luôn nha. Đây là hướng dẫn viên du lịch. Đây là hướng dẫn viên du lịch nha. Chú cứ để xe đây tí nữa có việc. Có người thì người ta đi trông không? Không, bây giờ quay đầu xong lại vẫn để ở đây nha. Rồi. Hôm nay đến thăm nhà vợ chồng của bạn Chào này. Chào với Út Hương nhỉ. Mua con chim chào mào. Mua con chim chào mào mồi đúng đất Lạng Sơn nhá. À. Đây hả? Con này mồi thật sự, còn con mồi trong kia. À đấy nhỉ, ở trong rồi. Ui, rất trong rồi. Nhiều quá nhỉ. Hai con cu gáy nè. Mấy con cu gáy nè. Hiếu nè. Chuẻ lửa nè. Màu má trắng nè. Đây là chú màu mồi thật sự nè. Đấy, gáy nè. Nhiều lắm nhỉ. Thích lắm nhỉ. Thế là chuyên chào, chuyên đi bẫy ở trong. Cháu đi mấy con nào ấy hay nó để chơi chơi với con đi. Hay thì để nuôi. Đây là nước thuốc dân tộc đấy. Uống vào thì cầm hồ lúc nào ông Kim chỉ đúng số 12. Thuốc dân tộc. Cháu ăn trên đồ cao rồi. Thế thì... Thế thì lúc nào phải chào phải lấy cho chú một tháng không? Đây là hai anh em chú. À, đấy. Chú này cũng tuổi chú rồi đấy. Con trẻ đấy. Thử treo lên mồi thế nào. Không ngon nhỉ? Có chứ. Bẫy phải treo lên cao chứ. Cao cũng được, thấp được. Thế à? Nó đừng cứ thấy con nào hót ngoài thì nó cứ đến là ấy hả? Bẫy cho nói với chú làm gì, cho bẫy bao nhiêu lần rồi. Để cho chú thấy chú già rồi đấy, không thì đấy, con ở trong đấy rồi. Con ở trong nhà nó ấy hả? Con trong nhà nó quen rồi, nghe giọng quen rồi. Có con mà bay về đây, cháu nó chú nó chú nó đoán bay về đây còn. Nhà cái đôi đấy khôn lắm chú ạ. Nó quen rồi. Qua Khánh lên nó trả bảo là ô chim ở đâu vậy? Tới đây ở trên lúc đây. Khánh hôm qua nó lên đây á? Nhà ở dưới chú cứ đấy đi đánh. Đi đánh này mà con nào hót lại phát thì lúc đấy nó mới đánh mạnh. Nó mới dụ nhạnh mạnh thì đừng có con nào hót một lại thì đây, đây đây con chim gì đấy, chim gì mà to đấy. Xem trên này có quả nhỉ. Đấy thế chú thấy như thế được chưa? Đủ các loại giọng cái nữa. Trên này có đại bàng. Có thằng em cháu người ta giả 2,5 triệu cho nó chưa bán kìa.
Vâng, họ trả 2 triệu mấy. Con chim săn mồi. Vâng. Chim săn mồi đắt mà. Cháu tưởng để chim săn mồi đắt. Nó là có người trả 2,5 triệu rồi anh ạ, bảo nhưng nó thuần thuần rồi. Thuần ăn rồi, cho vào ăn rồi. Ừ. Nhà nó kia nó sáng nay nó bảo thế mà. Nhưng mà nó gọi được chưa? Chú thấy chưa? Cháu đi bây vừa rồi cho bán một con tiệc thế. Chim non nuôi lên nhưng mà nó rủ bán thằng kia bán mấy triệu. Cháu bán có 1,5 triệu nó về nó bán mấy triệu ngay thị trấn này. Sư thằng đấy nó đêm ngày điện cho cháu. Con này kia đi ra. Con trong nhà là hay hơn phải không? To hơn à? Con à? Đang trong nhà ấy ạ? À? Ừ. Ôi con nào chú thích con nào đấy, con đấy thì không không mồi được, chưa mồi được đâu, ra lao lắm, con không như con này đâu. Đâu cái con đang hoan mà. Con trong nhà đấy á? Ừ, con không hay bình thường. Chú thích con nào thì cháu bảo gì đâu. Cháu cũng người thật phết chứ có phải. Ừ. Lừa nhau làm gì? Chú mới chơi chim chưa biết con nào hay con nào không đâu. Ô thế chưa biết gì về chim thế đâu. Chú xem điện thoại cháu bảo thế bảo thôi có để cho ông chú rồi ông già già ấy rồi nó bảo thế thì còn nói chuyện đéo gì nữa. Đây là khu vườn ở xung quanh nhà cháu, nhà bạn Chào nhá. Khu vườn xung quanh nhà bạn Chào rất chi là rộng. Cây này, đây là cam, cam na, bưởi, vườn rất chi là rộng. Trên này là núi đá cao, trên núi đá cao kia còn có động vật hoang dã đấy, có dê núi rồi thì có thể sẽ có những con khỉ không, ở đây liệu có khỉ không, dễ có lắm đấy. Mênh mông. Cây xoan. Đây là con mào mồi đang treo ở đây để dụ xem có con nào đến không. Nó thấy lạ nó nhảy hay sao đó. Thấy chú áo trắng cũng lạ. Lạ. Lạ người hay là nó vẫn chưa thuần mấy nhỉ? Chào các bạn nhá. Nay anh em tôi lên giao lưu với vợ chồng nhà chú Chào ở Lạng Sơn. Đây là thuộc về Yên Vượng, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Vâng. Lên mua một con chào mào mồi. Lên quan cảnh như nhà cô chú thế này rất là đẹp. Lại còn tiếp đón bằng món vịt cá nuôi này, cá nhà nuôi được này, nhiều cái thịt to thế nhỉ? Con này phải mấy cân? 3-4 cân. Này còn có cả bánh chưng nữa. Chưng à. Đâu có từ răm lúc răm rồi. Răm vừa rồi đây hả? Mời chú nhá, hai chú. Nào, chào các bạn. Vâng. Chúng mình đây là rượu Lạng Sơn này. Lạng Sơn.
Mời anh em nhá. Mời tất cả anh em. Đâu, đường chén của cháu đâu? Lái xe không dám uống rượu chiếc xe mà đẹp đấy. Hai ông sơi chiếc xe đi. Đi về nhà cháu khắc nuôi đấy. Khắc nuôi này. Cháu là cần đùng hay cần tài? Cháu là cần đùng. Cần đùng à? Mình cháu đùng in. Chú là có mấy thằng em nó ở ngoài kia rồi. Em xã hội rồi, trước đi làm ăn ở trên này. Vâng. Làm ở trong cả chú Hưng Yên này. Đi qua đây khoảng mãi Hưng Yên. À, chú hay làm cái gì? Hưng Yên là quen với ông làm cán bộ ở xã. Ông ấy tên là gì? Ông làm trung tâm xã hội. Làm bên những cái chế độ của đàn bán bảo hiểm hộ cũng là ông làm đó. Thiếu nó này. Nó vẫn hót hết thôi đấy. Thiếu trẻ nhà cháu vẫn tanh nhau thì vừa. Chẳng nó học tiếng của nhau thôi. Chẳng nó học tiếng. Mẹ kia chưa làm xong. Nhà chú có sân thì về treo thì con này thì nhiều người phải chiêm ngưỡng. Đường chính đi luôn. Đường chính đi luôn. Cháu để trong nhà thế này mà còn hót thì cái đường chính là đi cách nào. Sau khi giao dịch thành công, đúng 12 giờ trưa chúng tôi nổ máy lên đường để trở về thành phố Bắc Giang. Trời bây giờ cũng đã se tạnh, cơn mưa cũng